Video này được mang đến cho bạn bởi đồ chơi công nghệ 7, nơi có bán tai nghe One Audio F2, hãng tai nghe DJ bán chạy nhất Amazon. Âm thanh không chỉ hay chuẩn DJ mà bass còn sống động như đi bà. Do màng loa 10mm thiết kế quá đẹp, điểm tô là họa tiết đĩa than có đèn báo pin. Pin lên đến 40 tiếng, nghe đến hết thanh xuân, sạc một lần là đủ nghe cả tuần. Hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng, giá chỉ 590.000, hợp ví mọi nhà. Và dành riêng cho người xem của hệ thống kênh The Reviewer thì các bạn có thể bấm vào đường link bên dưới sẽ có ngay mã giảm giá 50.000. Hãy nhấn lưu mã để giảm giá. Bạn đã chán những bộ phim bom tấn nơi mà bạn phải xem hết 31 phim trước trong vũ trụ điện ảnh chỉ để phân biệt được ông nào với ông nào? Hãy quay trở về một thời đại đơn giản hơn, nơi mà phim bom tấn mùa hè chỉ cần đáp ứng hai tiêu chí: mùa hè và bom tấn. Đăng nhập vào web phim lậu gần nhất và đến với bộ phim kéo dài gần 2 tiếng để chứng kiến một cuộc truy lùng tội phạm nơi khủng bố thì siêu điên, siêu khỏe, siêu hack máy tính, siêu võ thuật, siêu bắn súng. Còn ông cảnh sát với trách nhiệm triệt hạ hắn thì siêu đan len. Demolition Man. Đến với thế giới tương lai năm 2032, nơi mà môi trường sạch đẹp, xã hội văn minh hiện đại, một xã hội tương lai đến mức nhà quảng cáo ngày nay được họ gọi là nhạc cổ điển. Và quan trọng nhất là toilet thì vẫn chưa có vòi xịt. Nhưng mà quan trọng hơn là tội phạm đã gần như biến mất, vũ khí chỉ còn tồn tại trong viện bảo tàng nên cảnh sát không bắn trước hỏi sau mà nhã nhặn đề nghị người ta nằm xuống. Lie down with your hands behind your back. So scared. Đi kèm với thế giới văn minh hiện đại này là những con người của thời đại mới. Họ sống tự do đến mức ai làm cái gì cũng phải nhờ ChatGPT quyết định. Hiện đại đến mức ai cũng học được kỹ năng xã giao bằng thần lực và không tưởng đến mức họ bắt đầu copy ngược lại Trung Quốc. John Spartan, you are fined 1 credit. Tất nhiên là vì thế nên ai cũng hết sức văn minh, vì không văn minh thì xuống cống ăn thịt chuộc hết. Nhưng sự yên bình của thế giới mới sắp bị phá vĩnh bởi một tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất. Hắn đến từ nhà đá, theo nghĩa đen, nơi họ đối xử với tù nhân như khách mà họ đối xử với một miếng thịt bò trong quán buffet nướng ướp lạnh. Nhưng mà tại sao phải trần truồng, tôi cũng chịu. Đây là nơi mà suốt 36 năm trời họ giam giữ một tên khủng bố tâm thần với một niềm thôi thúc mãnh liệt là phá hoại càng nhiều càng tốt. Và cuối cùng hắn trốn được khỏi nhà tù. Tên hắn là Simon Phoenix, hoàng tử tội phạm của Los Angeles những năm 90. Và lực lượng cảnh sát thời đại mới gặp vấn đề về kỹ năng khi phải đối diện một tên tội phạm kiểu cũ. Họ không được đào tạo để ứng phó với những hành động độc ác như là chửi thề, phối đồ như đấm vào mắt người xem. Ngoài ra thì còn ăn cắp súng trong bảo tàng, ăn cắp đạn ở ngay bên cạnh khu trưng bày súng, đấu súng trong bảo tàng, đấu súng ở dưới cống, đấu súng trong nhà tù, nhưng mà không có đấu súng trong trường học. Và đương nhiên đạn bắn thì người phắn. Hắn gieo rắc tai ương và chết chóc khắp nơi, nên là theo logic của Hollywood thì chỉ có một thằng điên mới bắt được một thằng tâm thần. Để bắt một tên tội phạm kiểu cũ cần đến một cảnh sát kiểu cũ, người không ngại đánh đàn và đủ sức đưa Phoenix đến trước hội đồng xét xử online. Và người đó là John Spartan, nhân vật chính, một siêu cảnh sát đúng chuẩn tập niên 90, cơ bắp, bặm trợn, anh là người hùng trong mắt dân chúng, thần tượng của đội phá rỡ công trường, nhưng lại là một cái nhọt ở mông của các công ty bảo hiểm. Vì mỗi lần anh cứu người là theo nghĩa đen anh phá sập 10 tòa tháp, đấy cũng chính là lý do mà anh được gọi là Demolition Man. Sau một lần không cứu được con tin và bị Simon bắt cóc và hạ sát, John bị truy tố về tội ngộ sát và tất nhiên là đưa vào cùng cái nhà đá kia. Tưởng chừng anh sẽ phải ở lại đây cho đến lúc 20cm trở thành âm 5cm. Hơn 30 năm về sau, John được giã đồng khỏi nhà tù và tái hòa nhập cộng đồng với nhiệm vụ phải ngăn chặn kẻ thù chuyển kiếp, kẻ mà giờ đang như sống trong thế giới của GTA, chạy lòng quăng cướp xe mọi người. Nhưng lần này John Spartan không đơn độc, đồng hành cùng anh trong cuộc truy bắt tên tội phạm là thiếu tá Lenia Huxley, một nữ cảnh sát mạnh mẽ, học tiếng Anh qua TikTok, học võ qua phim Thành Long. Và được ngồi lại ô tô, tại vì ở tương lai thì bán xăng cho phụ nữ không còn là tội ác và căn bản là ai cũng đi Tesla. Thiếu tá Huxley không chỉ ở đây để giải thích cho John từ A đến Á về thế giới mới, ăn uống ra sao, luật lệ phép tắc thế nào, mà đến cuối phim Huxley vẫn không chịu giải thích ba cái vỏ sò dùng để làm gì. Để ngăn chặn Simon Phoenix, Spartan và Huxley cần phải sử dụng đến những kỹ năng nghiệp vụ siêu đẳng như tra Google vị trí tội phạm, ăn tối ở nhà hàng sang trọng, làm bằng sóng não, chui cống, trao đổi đồng giá. Cũng trong hành trình đó, họ sẽ còn phải gặp gỡ giáo sư nhìn như giáo sĩ đứng đầu thành phố, lãnh đạo nhìn sắp lãnh đạo đứng đầu quân cách mạng dưới cống, để xem là hai ông tướng này beef vì lý do gì. Cuộc đuổi bắt giữa John và Simon không chỉ toàn những màn đấu súng, mèo vờn chuột hay những pha hành động gay cấn. Cũng trong hành trình đó, đồng hành cùng John Spartan vén bức màn bí mật về vụ tẩu thoát hết sức đáng ngờ của Simon Phoenix, cũng như khám phá những góc khuất ẩn sau vẻ hoàn hảo đến lố bịch của thế giới tương lai. Demolition Man không phải là một bộ phim hành động không não, mà là một bộ phim đậm chất trào phúng với những cảnh hành động không não. Thế giới trong phim như một lời nhắc nhở chúng ta về tương lai, nơi người ta đánh đổi sự tự do để lấy một thế giới an toàn nhưng hà khắc và nhàm chán, từ đó nhắc nhở rằng con người sẽ mãi là con người, họ lúc nào cũng I was wondering if you would like to have với sự tham gia của Blade Tăng Động.
Fast and Furious 2032, John Spartan nhắn. Hurting people's not a good thing. Rorak right now with my eyes closed. Ẩm thực châu Á. This is a rapper. Wow, so giãn cách xã hội. Road fixed. Approaching the corner. Người hủy.